tình với một bạn nữa, đó cũng người yêu cũ của em luôn. Dạ, lúc đó cái vợ em mới đọc nhắn cũ em thì mới kêu em là Giang Sơn dễ lỗi bản tính khó dời, cái đùng nổi giận là chia tay luôn không có. À, hôm nay sao mặc đồ tin quá vậy ta? Thì đó, trời ơi, quay qua hết hồn, tưởng ngồi kế Đông Nhi không à hả? Nhìn trẻ quá chị ơi, em nói thiệt luôn á, chị quá trẻ luôn. Không biết lý do gì sao mà chị trẻ mãi vậy hả? Bắt kịp trend á. Trend hả? Mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với một cặp vợ chồng đầu tiên đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mặt vui thế, trời ơi, ra một y chang luôn nè. Dạ, xin chào cô Thuận và chị Hồng Vân và chào quý khán giả. Em tên là Bùi Vũ Thắng, năm nay em 25 tuổi. Hiện em đang làm IT và marketing. Em sinh ra Bình Dương và đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và xin chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Thanh, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm trợ lý và em đến từ Long An và đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi gặp nhau ở Sài Gòn, rồi yêu nhau, rồi cưới nhau đúng không? Tụi em học chung năm cấp 3 ạ. Học chung ở đâu? Dạ, ở thành phố ạ. Lúc cấp 3 là tụi em học hai lớp là học gần nhau. Thì bạn này là bạn thân của bạn trai cũ của em. Còn em là chuyên gia đi cua bạn gái cho bạn này. Cái thời lúc 10 là em đã thích bạn này chưa? Lúc đó chồng em rất là đẹp trai, trắng và nhìn giống như là mấy cái bạn sói ca của Hàn Quốc vậy á. Thì lúc đó em đang ngồi học vậy, em ngước lên bạn từ trên bảng, bạn đi xuống. Sau em nhìn lên, ô sao bạn này đẹp quá vậy. Xong quay qua nói với nhỏ bạn kế bên, ê mày, cái thằng này đẹp trai quá, thằng này mà cua tao là tao chịu liền đúng không mày? Chồng em không lợi cua em nên qua ngày em xem quên. Thằng lúc đó là đã có bạn gái nào trong trường chưa? Dạ hiện tại lúc đó em chưa có bạn gái à. Lúc đó em đang để ý một bạn dưới quê. Nhưng mà lần đầu gặp vợ em thì em chỉ để ý là sao mà con nhỏ này nó ốm mà tóc ngắn như con trai á. Dạ, mà đầu này còn hói nữa. Trời ơi, lúc đó thì cũng hơi ngạc nhiên. Xong rồi có mấy bạn ở trong khói rất là thích bạn này, tại vì bạn này rất là đẹp. Sao em còn nói trời ơi, mấy đứa này bị điên thẳng sàm chết. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn cua được cho bạn này với bạn đó. À, là bạn Thắng này với bạn em là quen nhau. Dạ. Mà là do em đốc thúc đúng không? Dạ. Là do em là bà Mai. Cho bạn mình. Bao lâu thì các em mới bắt đầu coi như có ấn tượng lại và quen nhau? Mà đầu năm 3 đại học thì bạn trai cũ của em là bạn thân của bạn này thì bạn đó về nước. Thì mới hẹn trong nhóm là 4 người đi chơi với nhau. Lúc đó bạn trai cũ về lâu rồi mình mới gặp lại, mình cũng trang điểm này kia nọ rồi mặc đồ đẹp lắm. Xong bạn này mới vừa tới đón em, cái bạn trai cũ điện nói là bây giờ không có xe đi nên không đi được. Xong cái bạn nữ kia mới điện, ê tụi bay đi chưa vậy, tụi bay khỏi lên đi nha, ở đây mưa to lắm. Rồi xong bây giờ chỉ còn hai đứa nên là hai đứa bắt đầu đi chơi với nhau. Sau đó thì một tuần sau thì tụi em có chuyến là đi Vũng Tàu. Sau chuyến đi Vũng Tàu về thì bạn này bắt đầu là để ý em. Lý do gì mà sau cái chuyến đi Vũng Tàu đó em để ý vợ em? Tại lúc đó vợ em cũng trang điểm vậy với diện đồ á, nhìn cũng xinh lên. Lúc đó em đang có một vấn đề, vợ em cũng động viên em rồi khuyên nhủ này kia, cảm động trước cái đó. Nên em mới bắt đầu tán tỉnh. Nhưng mà lúc này á, là bạn Thắng này á, vẫn còn cái nét sói ca như cái thời mà cấp 3 em gặp. Dạ lúc đó là bạn nó bị xuống cấp rồi anh. Xong rồi đi rước em á, còn mặc quần què đi rước em nữa là cái quần jean á. Xong rồi cắt thì người ta dắt sổ, người ta lên like đi, còn không có để cho mấy cái sợi tưa vậy á. Xong rồi đi đón em không dám lên xe luôn. Sao? Là đợt đó em bị té xe. Rồi quần á, coi như chú em cắt mà cắt không hết. Như em thấy quần đó vợ em mua cho em, đợt đó té xe mà có giờ quần đó mà em không bị chạy chân. Mỗi lần mà đi mua đồ á là phải gây lộn. Thôi anh không cần đâu, anh không cần đâu. Xong phải gây lộn. Mà nói giờ mua không? Không mua hả? Tối nay treo giò luôn, khỏi cho làm gì hết. La làng dậy sớm lên cái kiểu là chồng mới chịu là quẹo vô mua mà cái mặt thì ục thế này nè. Rồi sau cái đợt mà đi Vũng Tàu đó, rồi đến lúc mà các em quen nhau á là bao lâu? À, dạ chắc tầm khoảng 3 tháng. Dạ. Rồi, yêu nhau mấy tình năm? Yêu các em có màu hồng không? Dạ cũng có biến cố một xíu là quen nhau được một tháng thì tụi em chia tay. Ngày xưa em quen bạn gái cũ thì em có nhắn tin với một bạn nữa, đó cũng người yêu cũ của em luôn. Nhắn tin xưng hô cái kiểu ngày xưa vợ chồng đó. Dạ, lúc đó cái vợ em mới đọc nhắn cũ em thì thấy thì mới kêu em là Giang Sơn dễ lỗi bản tính khó dời.
rồi xong cái đùng nổi giận là chia tay luôn lúc đó. Em cứ việc lựa đồ tiền bạc cứ để anh lo, xong rồi quan tâm rồi thả thính các kiểu, xong em nói trời ơi, ủa Thắng sao lúc này mày đang quen với con kia mà mày đi nhắn con này vậy Thắng. Xong cái chồng em nói thì chuyện qua lâu rồi, nhưng mà anh giờ anh đâu có vậy. Không, nhưng mà tính lăng nhăng này chi nọ vậy là ăn vô máu thì sao, không được. Xong rồi em bỏ. Rồi nghỉ nghỉ chơi nhau bao lâu thì quen lại? Dạ khoảng tuần. Một tuần. Sạch lòng quá. Trời ơi, để cái thay đổi bản chất có một tuần lễ là chấp nhận liền. Tại vì em làm cái nào để mà có thể là hàng gắn lại được? Dạ, lúc đó phụ huynh ra tay. Hề thốt, trà lết, quết xảm dữ lắm nè, đúng không? Dạ, cũng đúng á. Mấy bạn em nói em, ừ thôi sao mày xàm quá. Ngày xưa lúc nó còn đi học thì nó vậy thôi. Rồi xong là hai đứa quen nhau khóc, và bạn này cũng hứa hẹn các kiểu. Thì bắt đầu là em nói thôi bây giờ cho cơ hội quen lại. Thì tụi em quen nhau cho tới bây giờ. Rồi bao lâu đám cưới? Dạ, đúng 2 năm là đám cưới. Mà lý do gì đám cưới? Em có cái tật là rất là hay bị bệnh, hay bị nhức đầu xong rồi chóng mặt ói. Thì đợt đó là em nằm bệnh viện thì bạn này là nuôi em. Cái bữa thứ ba cái là mẹ em vừa đem cơm vô thì y tá lại nói bệnh nhân Nguyễn Thanh Thanh, người nhà đi mua que thử thai. Mẹ em sợ lắm. Xong là người ta mới giải thích với mẹ á, vô bệnh viện á thì cái lứa tuổi mà giống như là có thể mang thai được thì tất cả mọi người đều phải, thử hết. Tại vì sợ là có thai nhưng mà không biết hoặc là giấu á thì ảnh hưởng. Mẹ em sợ mặt, mẹ em xanh lét luôn. Tại vì lúc đó là quen nhau là hai người đã dọn về ở mà gần nhà trọ nhau rồi, chỉ cách nhau cái vách thôi. Mẹ em mới cái đi coi thầy. Thầy nói là tháng mấy nữa này có ngày đám cưới, còn không thì 2-3 năm nữa. Xong bạn này điện về cho ba chồng em. Xong rồi ba chồng em mới điện cho mẹ ruột. Thì hai ba mẹ nói chuyện qua lại với nhau trong vòng 1 tiếng 18 phút là chốt deal luôn, tụi em làm đám cưới. Deal chốt luôn. Deal luôn. Chốt luôn. Lúc mà em ký vô tờ đăng ký kết hôn mà. Em ký xong nó ủa vậy là có chồng rồi hả? Lúc đó em chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì luôn. Nhưng mà lúc đó hai bạn là vẫn giữ gìn cho nhau, là chưa có vượt rào, chưa có gì phải không? Tụi em là đám cưới xong là khoảng 1 tuần sau mới động phòng. À tức là trước đó là có chưa. Có nghĩa là trước đó là vẫn giữ gìn cho nhau đúng không? Dạ. Là một... Ủa lý do gì? Ghê quá. Lý do gì? Lộ bản thôi chất. Để tôi nói luôn cái hai này. Hai chị em mình lộ bản chất hết trơn rồi. Thà để tôi lộ cho. Để mà chị tôi tinh khôi. Rồi. Vậy đi. Lý do gì sao mà cưới mới 1 tuần sao mới động phòng? Do là gấp quá thì nhà chuẩn bị rất là chu đáo, nhưng mà quên cái là cái cửa phòng tụi em á là có cái lỗ. Rồi cái lỗ nhưng mà vẫn có rèm. Rồi nhà em thì rất là có nhiều bé nhỏ qua chơi lắm. Thì tụi em đang ngủ trưa vậy, em trai kêu anh hai ơi. Xong rồi anh vợ chồng em chưa kịp dậy là tự tọt tay vô mở cái lỗ vô luôn. Nên là làm tụi em gì được? Không dám. Xong rồi nói là thôi để đi tuần trăng mật. Thì sáng ngày hôm sau đi thì tối nay bạn này sốt. Rồi xong khỏi làm ăn gì. Xong rồi lên trên lại thành phố, lên lại trên đây. Thì mẹ với lại mấy em ruột của em bên nhà em lên đi chơi đầm sen. Lên đi chơi đầm sen nên là mọi người xong hết rồi thì mới về, thì mới động phòng. Rồi bây giờ tụi em là lấy nhau bao lâu rồi? Giờ tụi em lấy nhau được 2 năm. 2 năm mà có em bé chưa? Dạ đang mong mà chưa có. Tụi em lên chương trình để nhờ chị Hồng Vân và anh Quốc Thận chúc cho tụi em có em bé. Vậy đó hả? Dạ. Rồi sao mà nôn con như vậy? Tại vì mới 25 tuổi mà đâu có cái gì đâu gấp như vậy. Dạ tụi em nôn lắm. Nói chung bạn bè em cũng lấy sớm lắm. Thì hiện giờ là bạn bè em hầu như là có con hết rồi. Con cũng được gần 1 tuổi rồi. Còn hai vợ chồng em từ cưới giờ chưa có. Với hai ông bà nữa cũng mong cháu. Mục đích của em lấy chồng sớm là không phải tại vì em mê bạn này quá, mà tại vì em muốn là mốt em đi họp phụ huynh hoặc là em ngồi xui á, em lên hai vợ chồng đẹp. Trời đất ơi, có con sớm là làm xui còn đẹp. Trời ơi, em nói Thắng xàm, nhưng thật ra nãy giờ anh nghe anh thấy được những câu nói mà những ý nghĩ của em cực kỳ xàm đế. Trời ơi. Chồng em nói em là đang nằm ngủ bật dậy. Em ơi thôi giờ mình bán nhà đi. Hỏi ủa làm sao vậy anh? Mình giờ mình bán nhà đi thủ tinh đi chứ giờ chờ lâu quá rồi, bây giờ mê quá rồi. Thấy con người ta thấy thương quá, xong rồi tối ngày tối ngày nhìn mấy đứa nít rồi nhìn mấy đứa cháu mê mà lắm. Mấy ông đừng áp lực, đừng có gì quá đúng nặng rồi nề, đúng rồi. Cứ tận hưởng, bây giờ có thời gian đi chơi. Có thời gian thì tận hưởng đi chơi, cứ bên nhau. Đừng áp lực nó tự động xuất hiện. Mà rồi lấy nhau rồi có tật xấu gì lòi ra không trong 2 năm? Đó. Dạ xấu đều nha. Luôn, hai vợ chồng. Xấu đều luôn hả? Dạ đúng rồi. Dạ xàm đều là tụi chị biết rồi đó, xàm đều là biết rồi đó. Ờ Thắng ơi Thắng, dạ. Bà xã em có cái tật xấu gì không? Bà xã em phải kể đến tật xấu đầu tiên là hay nhổ tóc. Cứ lâu lâu là cứ
bức trời ơi, một buổi tối nhiều. Mà em nghĩ là bức cũng hơn mấy chục cộng luôn á. Là dạ? Em tự nhổ của em hả? Dạ, nó là thói quen của em. Đã bỏ ngay nữa. Bỏ ngay cái thói quen đó để đến một ngày nào đó mà mấy người mà lớn chút xíu là mấy người thấy cảnh đó. Đơn giản đâu. Xin nhiều lắm đi. Nhổ. Trời ơi. Dạ. Thôi con đi nè. Dạ, với lại ngủ nướng anh. Tầm 7 giờ em kêu vợ ơi dậy cho mình đi làm. Thôi anh ơi cho em 5 phút nữa đi. Cái 5 phút tiếp theo em kêu thôi dậy đi em. Ủa anh không thích để em ngủ hả? Em làm việc mệt mỏi này kia đó. Ủa tới gần dậy làm vậy luôn. Xong em dậy nữa. Trời ơi sao nãy giờ anh không kêu em dậy. Anh để ngày nào cũng đi làm trễ rồi bị trừ lương này kia nọ. Xong rồi cứ ngày nào cũng như ngày nấy. Thích ngủ nướng. Dạ. Yeah. Với lại hay nổi nóng anh. Mỗi khi đói nè hoặc là đang làm một công việc gì đó mà nó chưa hoàn thành á, đè em ra là cằn nhằn này kia rồi sao. Đổ lên hết. Đúng rồi. Và em lại được hay quên nữa anh. Tầm nửa tiếng, tiếng sau cái quên. Rồi sau đó tự nhiên nhớ lại kêu ủa tao mày đang giận nhau mà sao tự nhiên tao hoảng mày chi. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi anh. Có rồi giờ chuyển nhượng qua tới bên này. Rất là hay hẹn. Ngày nào cũng anh ơi làm giùm em này. Ờ ngày mai nha em. Sau ngày mai anh ơi làm này. Ngày mai nữa nha em. Nói chung là ngày mai hoài. Tới lúc mà em phải giận lên thì chồng em mới chịu làm. Còn tật xấu gì nữa không? Chồng em mê game lắm. Lúc mà chồng em sinh viên là ngồi chơi game cầm cái nhíp nhổ râu vậy nè. Lúc nào cũng vậy, hình tượng đó là hình tượng quen thuộc luôn. À, hai vợ chồng thường xuyên kêu mày tao lắm hả? Đúng không? Dạ, dạ tại rồi. Vì tụi em là bạn với nhau hồi xưa giờ nên là nó quen rồi. Nên là thường kêu mày tao. Ví dụ như lúc mà yêu thương nhau thì anh ơi, xong chồng em là em yêu, xong tới lúc giận nhau là mày nha, mày sao? Rồi giờ mày muốn gì? Là hai vợ chồng em cứ vậy xong rồi thôi. Rồi mỗi xong... tối, mỗi lần mà cái lúc đó đó là có kêu sao? Thắng người thắng. Chồng em kêu là Thanh ơi Thanh. Vậy thôi xong là tự hiểu với nhau thôi. Tức là hai vợ chồng này có nhiều cung bậc cảm xúc. Lúc cái vụ đó thì kêu tên. Lúc mà giận thì mày tao. Lúc bình thường thì là anh vì em. Dạ. Hay chứ bộ. Hay là... Rồi bây giờ mong muốn Thắng thay đổi điều gì? Chồng em thì em thấy là rất là tuyệt vời rồi. Bây giờ em chỉ muốn anh là sửa sạn cho mình hơn xíu, chứ để mọi người nhìn vô nói là vợ mày không sửa sạn cho mày gì hết. Và có nhiều mối quan hệ bên ngoài hơn. Tại vì từ lúc mà quen em cho tới bây giờ đó là hầu như là ông xã em là chỉ biết có em thôi. Hai vợ chồng lúc nào cũng đi chung, đi làm cũng làm chung. Thế còn Thắng thì sao? Thắng muốn Thanh thay đổi điều gì? Em muốn vợ em là bớt nhổ tóc lại. Với lại là bớt nóng tính. Chứ mỗi lần mà đói rồi cái gì là cứ đổ hết lỗi cho chồng mà không có đúng. Dễ thương. Cứ như vậy nghe. Nhưng mà khi mà có con rồi là hạn chế. Đừng bao giờ xưng mày tao trước mặt đó. Hai đứa vừa nói cái chuyện mong muốn thay đổi đó. Thì là cái vụ nhổ tóc là tuyệt đối đi. Bỏ đi. Hiểu không? Còn em á open ra một chút. Nhiều khi nó cũng có gọi là hỗ trợ cho cái việc mà con cái luôn đó. Thiệt đó. Đó. Và sau đây chúng tôi xin nhường lời lại cho bà mụ, à quên, ông mụ. Thuận. Thật ra là nó phải trước tiên như nãy anh nói đó là phải thoải mái. Thoải mái, tận hưởng. Tận hưởng cái thời gian, cái không gian riêng của hai đứa. Nha. Mình chúc cho hai em công việc luôn luôn thuận lợi, luôn luôn vui vẻ nha. Và hiểu nhau trong tất cả mọi công việc, trong tất cả mọi hoàn cảnh. Và đặc biệt là đầu năm sau bác sĩ báo tin vui. Cuối năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến gia đình yêu thương. Ôi trọn năm luôn á, Dạ, cảm ơn hai đứa. Chiều nào cũng lên, cũng mặt dày lên nhà ăn cơm. Người ta chuẩn bị dọn cơm là bắt đầu có mặt. Dạ, tính ra là ngày nào cũng ăn ké luôn. Mẹ em thì thấy anh này ngay từ đầu là cũng ưng. Tại vì thấy là hiền, chưa có thằng nào mà được về ăn cơm như vậy hết. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Trời ơi, xinh quá. Anh đoán nghe chắc là cặp vợ chồng này đến từ xứ sở của hoa, đúng không? Nhìn bông là đoán là có thể là đến từ Đà Lạt. Vợ chồng em đến từ Đà Lạt đúng không? Dạ vâng, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận ạ. Em là Bùi Thị Tâm, năm nay 28 tuổi, em đến từ Khánh Hòa.
Người ta mặc áo bông đâu có nhất thiết ta phải tới từ Đà Lạt, đúng không? Thì mình ở Khánh Hòa mình cũng xài bông được, đúng không em? Đó. À, nhưng mà xứ sở hoa là ở Đà Lạt, không sao cả. Khánh Hòa với Lâm Đồng nó cũng gần nhau. Rồi, em. Dạ, anh xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận, xin chào khán giả. Em là Hồ Phúc Hải, em cũng đến từ Khánh Hòa. Năm nay em nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 32 tuổi. Bây giờ tụi em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại là em đang là giám đốc của công ty mỹ phẩm. Và ở Khánh Hòa là em xây cái nhà máy sản xuất mỹ phẩm đạt chuẩn đầu tiên. Ồ. Lúc trước là em làm giáo viên ấy chị. À vậy hả, nhưng đúng mà không? Mỹ phẩm là về cái dạ, tất cả mọi thứ luôn. Dạ, tất cả mọi thứ. Còn em là bây giờ là công việc của em là... Dạ, công việc em thì làm thuê cho ảnh ạ. À, dạ. Thuê dẫn mà tiền em giữ đúng không? Dạ. Nhưng mà ngày trước thì là giáo viên hả Cưng? Dạ vâng. Chắc em có lẽ là... lúc mà hai đứa gặp nhau là lúc đang còn là giáo viên đúng dạ. không? Dạ đúng rồi, ngày trước thì hai vợ chồng em là giáo viên mà dạy cùng một trường luôn ạ. Giáo viên mà dạy cấp mấy? Bọn em dạy là cấp 1 ạ. Em thì dạy chủ nhiệm. Anh Hải thì anh phụ trách môn thể dục và cũng có dạy lớp em luôn. À. Dạ vâng. Thì em về trường sau anh ấy là 5 năm. Thì mới đầu gặp em không có một chút ấn tượng gì hết. Vì thứ nhất là hồi đó anh ấy gầy lắm. Lúc mà cưới em thì anh ấy có 56kg thôi và bây giờ là 70kg rồi. Dạ. À, em nuôi khéo vừa gầy này vừa đen này. Thì nhìn không có thiện cảm ngay từ đầu. Đen hơn bây giờ không? Bây giờ có nhã đen chưa? Dạ bây giờ vẫn đen mặc dù là sản xuất mỹ phẩm nhưng mà đại lý của em mỗi lần gặp là bảo là sếp nhà mình là phải nói là cực kỳ đen luôn. Sản xuất mỹ phẩm mà da đen quá. Dạ vâng. Em thì sao Hải? Lần đầu tiên em gặp cô gái này thì là em có ấn tượng gì về cổ không? Dạ lần đầu gặp thì cũng không có ấn tượng gì lắm à. Sau khi một thời gian là có tìm hiểu vì thấy cô này rất là siêng, phong trào hay là cái chương trình gì của nhà trường dù khó đến mấy cũng làm rất là tốt. Hay rồi em để ý. Như vậy thì hai vợ chồng dạy chung cái trường đó trong bao nhiêu năm? Nói là dạy chung thì khoảng hơn một năm, còn hai năm á chị. Gần hai năm dạ. Thì là trong cái thời gian đó là đã yêu nhau cái thời điểm đó chưa? Bao dạ, nhiêu lâu thì yêu em nhau? Em nhớ ngày về trường đầu tiên là ngày 13 tháng 10 năm 2013. Và tới tháng 4 2014 là tụi em đã cưới rồi. À, là trong vòng là chưa tới một năm. Hơn 6 tháng thôi ạ. Nhưng mà trong 3 tháng đầu thì không có ấn tượng gì hết. Chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi, thậm chí ban đầu em còn hơi ghét một chút. Em nhớ có một kỷ niệm là nhà trường cho một cái công việc mà các giáo viên trong trường đều phải làm. Nhưng mà công việc đó thì em thì là một đứa là em giỏi vấn đề khác nhưng mà riêng máy tính thì em rất là dở. Cho nên là lúc đó là em cần là một người giỏi máy tính để làm giúp em cái chuyện đó thì em phải nhờ anh này. Và lúc đó em cũng hơi dạn một chút là em vào tận phòng luôn. Anh ấy là ở kiểu như ký túc xá cho giáo viên vậy đó mà phòng chỉ có một mình thôi. Dạ em mặt dày luôn tại vì bây giờ không ai giúp ấy. Thì em mặt dày em vào em nhờ anh ấy thì được cái là giỏi máy tính, giỏi tính toán nên là vào làm giúp em. Thế là từ ngày hôm đó thì em hơi có cảm tình một chút tại thấy là thôi thì người cũng giỏi. Từ lúc đó là mình cảm thấy là có thiện cảm hơn. Nhưng mà hôm em thấy vợ em đi vào phòng dạ, mà em không, hết hồn không? Không thấy, em lúc đó là em đi chợ về xong rồi thấy ủa chứ cô nào ngồi đây. Xong rồi em hỏi ai đây tại hồi đó cũng không để ý, cũng không biết. Xong rồi mới em làm anh làm giùm cho em cái này thì lúc đó là em làm nó cái đây thì anh làm được. Hôm sau xong việc là rủ đi cà phê rồi rủ là ai rủ cô dạ, rủ không em rủ em nhắn tin em rủ nhưng mà địa điểm thì cô vợ em sẽ mâu thuẫn quá vậy. Em không có cái cảm xúc gì với người ta không, lúc đó mà đáng lý ra em làm giùm á thì người ta phải đền ơn đáp nghĩa em, ta phải rủ em, mắc mớ vậy em phải rủ người ta. Tại vì lúc đó là em cũng hay là muốn gài cổ đi mà cổ trả tiền thấy cũng đỡ ý. Bao mình đằng nào thì cô này cũng gọi là đền ơn mình mà mình thôi mình sẵn dịp này mình mời đi cà phê luôn để có gì mình tìm hiểu. Ở khoảng nửa tháng sau là ngày nào chiều nào cũng canh cái giờ nhà em ăn cơm á. Chiều nào cũng lên, cũng mặt dày lên nhà ăn cơm. Cứ chờ giờ buổi chiều người ta chuẩn bị dọn cơm là bắt đầu có mặt ở ngoài rồi. Tại vì chiều không đó là em mới dậy xong. Chiều đó em mới đúng xong. Giờ đó không, không lẽ bây giờ mình không mời ăn cơm chiều đó nên là cuối cùng mình cũng em, phải mời em ăn cơm. Em tan cái hết giờ làm của em là 5 giờ rưỡi. Thì lúc đó tắm rửa rồi xong rồi thì nhớ mình lên thôi chứ cũng chứ không phải là lên để mà không có nghĩ là dạ tính ra là ngày nào cũng ăn ké luôn từ đợt đó là cả tháng trời. Mẹ em thì thấy anh này ngay mà. Từ đầu là cũng ưng tại vì thấy là hiền. Mẹ bảo là thấy thằng này nó hiền nên là cũng cho ăn cơm chứ còn chưa có thằng nào mà được về ăn cơm như vậy con cơm xong rồi có mặt mẹ với cụ
hai người lớn ở nhà là em xin phép cho em làm quen mà không hỏi qua ý kiến của em không biết tương gì lại. Luôn chủ động tự ý luôn, mà xong rồi mẹ em cũng chẳng thèm hỏi ý kiến, em cũng đồng ý luôn. Đồng ý luôn. Nhưng mà cái lúc đó là cái mối quan hệ của em như thế nào, là đi chơi với nhau rồi đã có nắm tay rồi nó có những cái cử chỉ dạ, không? Chưa, cho đến khi mà tụi em làm đám hỏi trước đám cưới một tháng là tháng ngày 8 tháng 3 là tụi em chỉ mới nắm tay thôi. Trời. Dạ do em nhát á, chứ gặp người khác là xong hàng rồi không? Xong hàng. Mà thực ra em chưa định lấy đâu, nhưng mà mẹ bảo thôi ngày nào nó cũng lên như vậy, thôi cưới đi chứ ngày nào nó cũng lên hết. Lên ăn cơm mà ké hoài. Luôn mấy tháng trời ngày nào cũng lên, không một ngày nào không lên cả. Chị đứng muốn hỏi lý do tại sao mà em lại chuyển sang kinh doanh mà dạ em không tiếp tục làm giáo viên. Là vì thực sự là lúc mà hai vợ chồng mới cưới xong là em có em bé luôn. Thì lúc đó mình áp lực về cái vấn đề tiền bạc, với là lúc đó là phát mẹ em là câu chuyện buồn là mẹ em phát hiện bị ung thư giai đoạn 2 á. Thì thực sự là áp lực tại vì nhà em là chỉ có ba chị em gái thôi. Lúc đó mình mong muốn kiếm tiền, thứ nhất là lo cho con mình, thứ hai là lo cho mẹ mình nữa vì bố em đã mất rồi. Nên là lúc đó là em quyết định là kinh doanh online, mà cách đây 6 năm á. Thì cái thời điểm đó là kinh doanh online đang phải nói là cũng bị kỳ thị. Thứ nhất là ở vùng quê thì hay bị kỳ thị, thì em vượt qua tất cả để em làm. Thì lúc đó là em nhớ rằng là hai vợ chồng em có một cặp nhẫn cưới á, tụi em quyết định bán nó đi để mà bán hàng ấy. Thì nhập một đơn hàng đầu tiên về là em nhớ là 2,2 triệu. Thì may mắn là em cũng coi như là cũng lanh một chút, có gian buôn bán. Thì bán trong vòng một tháng là hết cái số tiền đã thu được vốn về. Nhưng mà cái lúc đó là em vừa đi dạy vừa kinh doanh online luôn hay sao? Dạ vâng, em làm cả hai luôn. Lúc đó thực sự là rất áp lực. Trong khoảng thời gian là mình đi dạy á, thì mình cũng đã làm rất là tốt cái công việc của mình. Và khi mà em nghỉ dạy thì các thầy cô cũng rất là tiếc. Nhưng mà thực sự cái thời điểm mà em bỏ thì em đã xây dựng công ty lớn rồi. Dạ, nên là em có hàng nghìn đại lý trên toàn quốc rồi. Nên là không thể nào mình làm cả hai nữa, mình phải chọn một trong hai. Nhưng mà trong bao lâu thì em có cả một cái chuỗi? Dạ, em làm hàng trong vòng gần 6 năm ạ. Bây giờ thì là còn dữ hơn nữa đúng không? Dạ vâng, bây giờ thì vẫn nằm tầm khoảng 10.000 đại lý thôi ạ. Dạ. Có 10.000 thôi, không có nhiều. Rồi sau này là hai vợ chồng em là thành lập công ty luôn. Dạ vâng, anh ấy là giám đốc, còn em thì giờ làm thuê thôi. Em thành lập công ty được bao nhiêu năm rồi? Dạ, 4 năm, hơn 4 năm. 4 năm, thôi dạ, chúc mừng hai vợ chồng em. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Mà em thấy em cũng may mắn vì lấy vợ được 6 năm là lời được hai đứa con. Một cái đó là lời nhất đó. Dạ. Đúng không? Hai thằng trai với một cái nhà máy mỹ phẩm. Rồi bây giờ các em là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em tháng 4 năm tới đây là tụi em tròn 6 năm ạ. Vậy trong 6 năm như vậy là đã hiểu nhau hết rồi phải không? Dạ vâng. Rồi nhưng mà có cái tật xấu gì nó vẫn còn cho tới bây giờ không? Tật xấu của anh thì nhiều lắm. Cái mà em thấy lật mặt nhanh nhất là lúc mà lên nhà em á, như em kể với chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận nghe lúc nãy, là chiều nào cũng lên, mà nhà em thì cũng đâu có gì ăn ngon đâu. Lên là bà ngoại em mời ăn thì anh bảo cái gì con cũng ăn được các ngoại, mà đến lúc lấy về rồi là cái gì cũng chê. Ví dụ nấu không ngon, bây giờ cũng thế, nấu không ngon là anh ấy không ăn. Ví dụ anh ấy không chê thì anh ấy ăn ít, không có như lúc đầu là cái gì con cũng ăn trở được. Trở mặt liền đúng không? Dạ vâng, trở mặt nhanh kinh khủng luôn. Tiếp theo có tật xấu gì nữa? Tiếp theo là rất cộc tính. Mỗi lần mà gây lộn lên là có những cái hành động gì nó dạ, có dọ biển cho nó. Có đập bàn, đập ghế. Dạ vâng, nhưng mà hai vợ chồng đều như thế cả. Tại vì trong công việc kinh doanh bây giờ công việc quá nhiều á, nhiều khi mình áp lực á là cả hai vợ chồng cãi nhau. Mà anh ấy có một tật là em thấy thì vợ chồng người ta chồng hay nhường vợ, mà anh ấy là đến phút chót mà khi nào mà em khóc lên hoặc là em làm cái gì đó phản ứng mạnh lên rồi anh mới chịu thua, còn bình thường là cứ 1-9, 1-10 luôn. Thắng cho bằng được thì cãi tay đôi. Cãi tay đôi luôn. Dạ. Còn tật xấu gì nữa không? Còn tật xấu nữa là đi ra ngoài rất là luộm thuộm lôi thôi. Cái này thì em phải nhắc ngay trên này luôn, bởi vì là em bị một lần rất là xấu hổ. Em đang ngồi bấm điện thoại thì một em đại lý gửi một cái video với lại ảnh qua, bảo chị ơi, sếp nhà mình đi ở ngoài đường em chụp hình được này. Vì mặc cái quần cọc, một đôi dép lê rồi là một cái áo thun đi nhìn buồn cười lắm. Mà bản thân mình là giám đốc thì mình đi ra ngoài mà đại lý mình rất là nhiều. Nhiều khi mình ngồi cà phê hoặc làm gì đâu đó thì đại lý mình cũng thấy ấy. Thì em đã dặn bao nhiêu lần rồi là anh đi ra. Anh đã bị bắt và đã bị chụp lên. Dạ. Chắc em áp lực đúng không? Tại vì đi đâu cũng gặp đại lý chứ. Em bữa đó là em có mặc quần sọt, có áo của công ty logo mà không
Thì nghĩ là đi chợ thôi, cho vợ thôi thì cũng đâu có... Ai ngờ bị hả? Thì ai ngờ. Bị báo lén, đúng không? Rồi còn tật xấu gì nữa không em? Trước là có hút thuốc, còn... là có nhậu. Hai cái này là hai cái mà em không thích. Nhưng mà nhậu thì bây giờ làm giám đốc rồi nên là gặp đối tác thì vẫn phải nhậu. Em cũng chia sẻ luôn là mỗi lần nhậu về là phải quỳ 30 phút. Tại vì ngày xưa đã hứa thì cứ thứ hết mà làm thôi. Dạ. Còn hút thuốc thì không biết có giấu em không, mà thực sự là em không phát hiện được. Vẫn cứ đi làm. Nhậu về là phải quỳ 30 phút. Dạ vâng. Mà quỳ dưới đất hay là quỳ trên nệm? Dạ dưới đất chứ ạ. Thôi giờ vẫn còn luôn. Nhưng mà quỳ được có 5 phút là xin lên à. Con nó gõ cửa, mắc cỡ. Con thấy. Mà em mong muốn thay đổi chồng em cái điều gì nhất? Em muốn thay đổi nhất là đừng có cộc tính với em nữa. Với lại vợ mua cho nhiều đồ đẹp thì chịu khó mặc một chút giùm em là được rồi. Rồi phải ăn diện lên một chút. Dạ đúng không? Rồi. Rồi bây giờ tới tới em đó. Bây giờ tật xấu của cô ấy là gì? Tật xấu thì cái nhất là quá tập trung vào công việc, không có lúc nào dành cho gia đình, với không có thời gian để mà ăn uống này kia, đỡ càng ngày càng ốm đi. Em rất là lo, nhưng mà để mua đồ ăn hoặc là thậm chí bưng tới tận giường, thậm chí đút cho ăn luôn mà không chịu ăn. Cái đó em ăn không nổi, không có được, lười ăn thôi em. Không dạ được. Em lười ăn thôi ạ. Cái thứ hai nữa là tính tình rất là nóng nảy, gặp cái chuyện gì ở trong công việc á, hay là nói không được á, là về người đầu tiên và người duy nhất chút lên đó là em. Mà em biết làm chuyện gì sai cho nên mới cọc. Dạ. Dạ tụi em 6 năm cưới nhau thì tụi em nộp đơn ra tòa là hình như 6-7 lần rồi. Tòa bây giờ là hết giải quyết, là thấy tên thấy tòa, tên tòa tuổi tòa đó là giải quyết rồi ạ. Thường là tụi em là lý do gì là cái dạ, chuyện đây dạ, hoàn toàn nặng không, lý do đơn giản như là hỏi không trả lời á, xong rồi cãi nhau cãi qua cãi lại là sáng hôm sau em đi nộp đơn thôi. Bây giờ trong máy tính của em thì có sẵn cái đơn rồi, cái file luôn, cái file luôn đấy. Kiểu nhưng như mà là giải tỏa đến bây giờ thì tụi em công việc nhiều rồi, không có thời gian để giận hờn kiểu đấy nữa nên là cũng bớt đi rồi ạ. Cái chuyện đó là cái chuyện trước đây rồi đúng không? Dạ vâng. Đó. Rồi bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ mong muốn của em nhất là ăn uống, vì công việc stress áp lực nhiều thì mình ăn nhiều vào rồi để giải tỏa stress, với lại bớt nóng tính. Vợ chồng em á, thực ra là cái lớn nhất bây giờ nó vừa dễ mà nó lại vừa khó, đó là tụi em cùng làm chung một công việc mà hai vợ chồng lại ở trong một công ty như thế. Tụi em là 50-50 trong cái công ty của tụi em, trong cái gia đình của tụi em vai trò là 50-50. Thành ra là đừng có để cái này nó bị lấn qua 60 hoặc cái kia bị lấn qua 70 thì sẽ rất đi dễ đến xung đột. Mà vâng. Ví dụ như chị nói em là tòa án mà 5-7 lần như vậy rồi, cái đó mình không có giỡn được. Dạ vâng. Đó, mình không có giỡn được. Thành ra là theo chị là giữ được đến như thế này rồi thì giữ cho đến cùng. Rồi. Thì chúc tụi em hạnh phúc. Dạ. Vâng.